Quý vị và các bạn thân mến, Nhãn đầu mùa là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của hai cố tác giả Đào Xuân Tùng và Trần Thanh, ra đời từ năm 1960, viết về đội nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên. Phong trào kháng chiến của phụ nữ Hưng Yên trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp đã thu hút một lực lượng đông đảo phụ nữ tham gia và lập được nhiều chiến công lừng lẫy, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại cuộc cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đó mãi là niềm tự hào của nhân dân tỉnh Hưng Yên. Năm tháng sẽ trôi đi, nhưng câu chuyện về cuộc chiến đấu anh dũng ngoan cường và sự hy sinh vẻ vang của những người du kích Hoàng Ngân năm xưa sẽ còn mãi với thời gian. Chúng ta cùng theo dõi tiểu thuyết Nhãn đầu mùa của hai cố tác giả Đào Xuân Tùng và Trần Thanh du kích đi trong ánh trăng. Đường 39 bị cắt ngang xẻ dọc, cỏ mọc dài rác từ hai ven bờ lan vào mặt đường, nhưng chưa bao giờ họ cảm thấy thanh thang rộng rãi như lần này. Những tên giặc độc ác man dở hơn quỷ dữ đang co quắp, run rẩy trong những đồn bốt kiên cố, trong hàng rào dây thép gai. Du kích đồng bằng lớn mạnh liên tiếp quật cho giặc những đòn chí mạng. Từng đợt, từng đợt một, những bút nhỏ rụng dần, vành đai giặc co hẳn lại. Đường 39 lâu nay vắng bóng giặc, bốt chủ dương đang bị bao vây chặt chẽ. Du kích chờ bộ đội chủ lực về náo nước đợi ngày nhổ bốt. Hiền mới đi họp tỉnh về. Theo chủ trương trên, xã phát động phong trào thi đua chống hạn giữa đội nữ du kích Hoàng Ngân và nam du kích về cứu lúa cho đồng bào. Trời lâu nay không mưa, lúa cấy xuống thiếu nước bị nghẹn đứng. Tí đi cảnh na, gió sông lồng lộng thổi, ánh trăng mát rượi, dài bạc trên khắp cánh đồng. Tiếng đại bác rất xa, từ mạn hải phòng vẳng lại. Từ ven đường, mắt tí bắt gặp bóng cây nhãn còn lại đứng chơ trọi chị nhớ những đêm trăng sáng, đường ba chín chạy dài giữa hai dạng nhãn xanh tốt. Tuấn hướng dẫn tí na làm công tác liên lạc. Cả ba còn ít tuổi, chỉ biết vui đùa nghịch ngợm, chưa biết lo nghĩ gì. Mới đấy mà nhanh thật. Trên mảnh đất hương yên đau khổ và anh dũng, mấy mùa nhãn đã nở hoa. Từ những em liên lạc bỡ ngỡ non nớt, họ đã trở thành những người chiến sĩ du kích gan dạ. Tí âu yếm nhìn người yêu. Tuấn đi đằng trước. Một chiếc đòn gánh nằm trên khổ vai to rộng của Tuấn. Chị sung sướng tự hào vì hạnh phúc tươi đẹp của hai người đã xây dựng trong chiến đấu. Đến dốc đá, cả đám người chia làm ba toán. Thân chỉ huy một tiểu đội bố trí sát bút triều dương bảo vệ cho anh chị em tát nước tiểu đội thứ hai lên gác ngả bốt cao vân để phòng địch đánh úp theo quyết định của tri ủy xã đội phải bố trí cẩn thận sự thật giặc không còn dám đi khủng bố lặt vặt như trước dưới ánh trăng những khẩu súng những chiếc đòn gánh thuồng cuốc những bàn tay dưa cao vẫy vẫy tát nước khỏe vào các cô cứ yên tâm gánh nước tế mộ. Đã có chúng tôi gác cẩn thận. Vô phúc thằng nào làng vàng đến đánh què chân. Một giọng con gái nhấm nhằn đáp lại. Thôi xin ông, gác cho khéo, liệu mà ngủ quên, nó vớ được, lại khổ người ta đi chuộc. Tiếng cười rúc rích nổi lên trong đám nữ. Thân phải dục mãi anh em mới dứt ra được. Toán du kích đã kéo đi về phía bến phà hiền phân phối từng tổ bắt tay vào việc đám người vui vẻ tỏa ra các nơi mấy thanh niên lực lưỡng vác cuốc sửa lại con mương dẫn nước vào hẳn cánh đồng làng tuấn ngồi xuống bờ đường buộc lại dây gầu du kích tát nước từ mấy bậc lấy nước sông luộc lợi dụng con hào xẻ qua đường ba chín cho chảy vào mương anh cởi áo để bên cạnh gió sông mát lạnh làm tuấn dễ chịu toán nữ du kích đua nhau ào qua mặt đường tỏa xuống bờ đê họ lợi dụng tất cả mọi thứ có thể gánh nước được có chị có sáng kiến lấy thúng lót ni lông gánh nước những chiếc nồi phục xuống mặt sông kéo lên mặt trăng sao động lấp lánh bóng những người con gái mềm mại in trên dòng sông. Tiếng nước đập vào bờ sóng sánh. Mấy chị đến sau, bị ứ lại sát bờ. Tí vui vẻ gọi na. Gớm, mau lên cho người ta múc. Làm gì mà vội mấy? Dục cái gì mà dối rít lên thế? Một chị đứng dưới cào nhào. Tí cười tươi tắn. Na, tiện tay múc hộ tớ luôn thể. Na chưa kịp trả lời, những câu nói trêu chọc đã vây quanh tí. Thôi đi cô, xuống mà múc. Anh Tuấn, anh Tuấn đâu rồi? Ngữ này làm nũng chồng phải biết. Tí nheo mắt nghịch ngợm, đối đáp. Không làm nũng chồng thì làm nũng hàng xóm à? Mơ định chêm vào câu nói trêu chọc, nhưng đột nhiên đại bác nổ dữ dội phía bên thái bình mọi người nhìn sang bên kia sông nghe ngóng trong đêm vắng tiếng súng nổ phẳng đi rất xa nó bắn đi đâu kể xác nó hiền vừa đến sau chị gánh hai nồi đồng hiền thân mật bảo chị em thôi mau đi các chị những dáng người con gái nhanh nhẹ leo lên mặt đường sẽ về phía đồng màu tiếng cầy rúc rích bay theo tuấn đang tát nước với hán anh có tiếng làm khỏe tát một lúc khá lâu vẫn chưa thấm gì hán trái lại đã thấy mệt thân hình tuấn đực lưỡng lấm tấm mồ hôi bóng nhảy toán con gái vừa đến nơi họ mới ở đồng màu tưới xong nước lại trở ra tí đưa mắt nhìn Tuấn. Anh chàng vô tình vẫn không biết. Chị biết tính Tuấn hay ngượng trước đám đông, nên thấy chị, anh đã lờ đi. Nhưng bọn con gái nhất định không buông tha. Chỗ nào có hai người là họ quay vào, chiêu cho Tuấn phải đỏ mặt tía tai, bỏ chạy mới thôi. Một giọng nói giấm ra giấm dặn tấn công Tuấn. Kìa, cái tí đâu rồi? không ra tắt nước đỡ tay cho anh Tuấn nghỉ. Con bé tệ thật, thấy người ta làm mệt, lại cứ lờ đi. Tí định quẩy gánh chạy xuống bến, nhưng bị mơ giữ lại. Mơ gọi Hán. Anh Hán ơi, ra em hỏi này. Hán đang mệt, được dịp dừng tay, bỏ ngay xuống. Mơ nháy mắt tinh nghịch. Anh gánh nước với em, để cái tí nó tát nước cho hắn không phải đợi nhắc đến câu thứ hai. Cũng như tí, anh thấy thích thú được làm việc cạnh người yêu. Hán đỡ gánh của tí quẩy theo mưa Tắt nước khỏe vào tí nhé. Tát mau, chốc về gốc nhãn, tha hồ chuyện trò. Ông phải hoạt bát thế nào, không cái tí nó bắt nạt bất thôi. Tuấn thấy ngượng nghịu lúng túng. Tí thản nhiên như không, cầm lấy dây gầu chị mỉm cười dịu dàng bảo tuấn anh tát với em một lúc tiếng nước rào rào đổ xuống mặt đường hàng trăm nghìn giọt nước lấp lánh ánh trăng trong suốt như thủy tinh tung tóe bắn lên bóng hai người chuyển động nhịp nhàng cánh tay họ dẻo dai hất đều theo nhịp dây tuấn càng tát càng khỏe tự nhiên Tuấn nghĩ đến cảnh đầm ấm của đôi vợ chồng trẻ mới cưới, tát nước đêm trăng. Dáng người thon lằn của tí hiện ra trong ánh trăng bát rượi, vành khăn mỏ quả lay chuyển đều đều. Cách khoảng đều đặn, khuôn mặt tươi tắn của tí lại khẽ ngẩng lên, dịu dàng, ngả về sau. Đôi lúc, tí mỉm cười âu yếm nhìn Tuấn, Hình ảnh cuộc sống tương lai hiện ra gần gũi, giản dị và trong sáng. Sau ngày cưới, họ sẽ vừa đánh giặc vừa sản xuất với anh chị em. Cả hai đều khỏe mạnh, chịu khó ham làm. Họ đổ mồ hôi vun vén cho cây lúa. Những mũi súng du kích sẵn sàng chống giặc, bảo vệ mùa màng. Và điều tí mong muốn nhất là được gửi ra hậu phương cho bộ đội chủ lực những hạt lúa hai xương một nắng của đôi vợ chồng trẻ mới cưới của đồng bào địch hậu. Tí đã được gặp những anh bộ đội hiền lành, vui tính trong những ngày đơn vị hành quân vào sâu vùng tạm chiếm. Tí vừa thương xót, cảm phục các anh chịu đựng gian khổ. Mệt chưa? Nghỉ tay lúc đã. Chưa, em chưa mệt. Dưới bến nước, mọi người mải mê làm việc. Bóng những chỉ du kích vẫn tỏa khắp cánh đồng. Tỉnh thoảng, về phía bốt triều dương, bốt cao vân, những chàng đại liên hồng học rú lên. Thời kỳ nào, tinh thần binh lính địch vững, chúng mặc kệ cho du kích cõi loa. Dạo này giặc đã hoang mang. Tháng trước, hai ngụy binh vác súng ra hàng, giặc phải bắn súng để làm át những loa địch vận của du kích. Ven đường, cặp trai gái vẫn tát nước đều đều. Ánh trăng mát rượi, chảy theo dòng nước đổ chan hòa trên mặt ruộng. trắng lấp lánh giữa khoảng trời xanh thầm bao la, nắng trói sáng trên dòng sông luộc. Đã sang tháng 6 những cây bưởi trong làng đã chịu quà. Hai người ngồi nói chuyện dưới gốc nhãn. Trưa mênh mông vắng lặng. Tí ngửa mặt nhìn những chùm nhãn đầu mùa lần trong vòng lá, lòng rào rạt niềm vui dưới ánh nắng rực rỡ. Những chùm nhãn ngon lành, màu vỏ trông tươi hẳn lên. Năm nay, nhãn được mùa. Cả vùng, những cây nhãn sót lại đều sai quà. Tí nhớ lại cách đây mấy ngày, lúc gặp nhau ở buổi làm đồng. Tuấn khéo léo định nhắc đến chuyện cưới. Hai tai, anh chàng đỏ tía. Kể ra như thế đã là khá lắm tí chưa tỏ thái độ gì vì còn phải chờ mẹ. Nhãn năm nay sai quả quá. Câu nói của Tuấn cắt ngang những ý nghĩ đang lờn vờn trong đầu óc tí. Như chợt nhớ ra, tí vui vẻ reo lên. À, tí nữa quên. Hôm kia, bu bảo em năm nay thế nào cũng phải để phần cho anh một chùm nhãn đầu mùa ngon nhất. Tuấn cảm động vui sướng Lần đầu tiên, Tuấn thấy bà cần đặc biệt chú ý săn sóc đến mình. Trong vùng bị tàn phá này, thứ sản vật rất thường đối với Khương Yên khi xưa giờ trở nên rất quý. Để em lấy ít quả anh ăn. Tí đã đứng dậy, lách qua hàng rậu. Tuấn vội ngăn. Để ít lâu nữa, lấy sớm hoài đi. Tí đã với cây xào, ăn ngọt lắm rồi mình ăn chứ đi đâu mà phí. Tiếng mình, tí nói vô tình, nhưng Tuấn nghe sao đầm ấm lạ. Cử chỉ hồn nhiên thông thường của tí đã nói lên sâu sắc tình yêu chân thật đối với anh. Tí ngửa mặt nhìn lên ngọn cây. Những giọt nắng lọt qua vòm là điểm sáng trên gò má mơn mờn. Cặp mắt người con gái lim dim vì chói nắng. Tí vặn tay giật mạnh tiếng cành cây gãy khô cất bật lên. Chị hạ xào đưa chùm nhãn cho Tuấn. Anh cầm hộ em. Chị đưa xào định lấy chùm nữa. Thôi tí, một chùm bao nhiêu quả, ăn chán rồi. Tí lắc đầu. Ăn thua gì, em ăn nhiều. Mình em phải ăn hai từng ấy. Anh cứ kệ em. Nhỡ bu biết bu mắng chết. Tí ngừng tay nhìn Tuấn, giọng ngạc nhiên. Đời nào bu mắng. Thế hóa ra bu quý, trùm nhãn hơn anh, hơn em à. Ai bảo anh thế? Không lấy cho anh ăn, bu mắng em thì có. Giọng tí thân mật, trách móc. Tuấn đành chịu. Tí lấy thêm chùm nhãn nữa, trở ra ngồi cạnh Tuấn. Chị rằng đến chùm nhãn trong tây Tuấn đem đòi. Anh ăn chùm này, quả to hơn, hai người ăn thông thả. Không hiểu sao, tự nhiên cả hai người đều nhớ lại đêm trống càn, cũng ở chỗ này. Tí cũng hái những quả nhãn đầu mùa cho Tuấn ăn. Cũng là đêm vào đầu tháng sáu, dưới vòm trời óng ánh đầy sao, hai người đã thổ lộ tâm tình với nhau. Tình yêu nhú mầm bên gốc nhãn, nầy nở qua năm tháng chiến đấu quyết liệt gắn bó hai người với nhau, không gì chia cắt nổi. Đôi mắt Tuấn thoáng vẻ suy nghĩ, lặng lẽ nhìn tí. Dưới chân hai người, những hạt nhãn đen láy nằm lẫn lộn trên đám cỏ xanh. Tuấn nói nhỏ giọng không tự nhiên. Tí ạ, à, tôi có việc muốn bàn với tí. Gò má chị du kích ửng đỏ dần tí biết Tuấn định nói đến chuyện gì. Chị mân mê quả nhãn trong tay. Nói đến việc hệ trọng nhất đời người con gái. Tí cảm động, hồi hộp, tim đập hơi nhanh. Tôi đã nói với anh thân, chị Hiền, nhớ đến thư chuyện với Bu để định ngày tổ chức. Tuấn ngập ngừng im bặt, phải cố gắng lắm anh mới nói được đến thế tí e thẹn nhìn xuống, ngón chân di trên mặt đất. Vốn tính hồn nhiên, lại biết trước điều Tuấn sẽ nói với mình. Nhưng không hiểu sao, tí vẫn không thể giữ lòng mình, bình tĩnh như lúc thường. Trong người cô gái dậy thì, sao động một cảm giác là lạ, khó tả. Tí đột nhiên trở nên ngượng ngập, tay chỉ vân vê tà áo một tiếng chim vành khuyên thanh thanh từ cành nhãn cất lên bay trong nắng. Tuấn vẫn nhìn phía trước. Thế ý tí thế nào? Tí chưa trả lời ngay. Một phút trôi qua ngẫm nghĩ, chị nói nhỏ nhẹ, cái ấy tùy bu em. Tí không dám tỏ thái độ quyết định trong việc hôn nhân. Tuấn muốn biết ý tí rõ ràng thời gian chạm ngõ đã lâu. Tuấn muốn lo liệu cho xong một bề. Tí đáp cho Tuấn vững dạ. Em xem ý bu chắc bằng lòng. Với lại, em biết bu quý anh lắm. Đôi mắt anh du kích sáng lên niềm vui sung sướng. Tuấn khoan khoái như người đi xa vừa tới đích. Buổi tối, Tuấn đến trình bày với thân việc cưới xin anh chính trị viên hoàn toàn tán thành. Anh còn định vận động anh em du kích ủng hộ, tổ chức lễ cưới thật chu đáo. Thân với Hiền, cùng các bà mẹ, đến nhà Tý vào buổi sáng sớm. Tý vắng nhà. Được bạn báo trước, Tý lánh mặt sang nhà mưa. Cô bạn đáo để nhất định bắt Tý về. Tý dãy này không chịu. Mơ chê tí phong kiến, bà cần đon đả mời khách trên khuôn mặt già nua của người mẹ hiện lên những nét mặt tươi vui hiền đi thẳng ngay vào việc câu chuyện từ lâu đã rõ ràng cả làng cả xã này không ai không tán thành vun vén cho cặp trai gái vừa đôi phải lứa các mẹ vui vẻ góp thêm chuyện càng ngày bà cần càng hiểu và thương tuấn Tuấn mồ côi từ nhỏ, phải tự làm lấy để nuôi thân, không sống bám vào ai. Tuấn đứng đắn, chịu thương chịu khó, anh nói ít làm nhiều. Khác hẳn viết quyền, ba hoa bẻm mép. Công tác Tuấn sốt sáng tích cực, việc đồng áng anh làm chẳng kém người. Tí thật đã biết chọn lựa. Trong câu chuyện viết thân, tự nhiên bà nhắc đến chuyện mẹ con mộ xã Vang bà bây giờ đã đổi khác nên cái nhìn cũng không còn như xưa bà cười thái độ cởi mở chân thật tôi ngẫm cái cơ này nước nhà đến thời phấn chấn thật nhờ cụ hồ nhờ các anh chị khuyên bảo các em nó bây giờ đứa nào cũng khá cả ấy cái tí thế mà nó tinh hơn tôi cứ như tôi thì cái thời ấy đến mắc thật Tôi tưởng người ta cũng hiền lành phúc hậu. Ai ngờ nó quỷ quái đến thế. Đến bây giờ, bà càng thấy chuyện hôn nhân, cha mẹ đặt đô con ngồi đấy là không đúng. Nếu lúc ấy, tí không nhất định dẫy ra và các anh chị em không lựa lời khuyên giải, thì cô con gái yêu của bà đã vớ phải người chồng bê tha đàng điếm. Càng về sau, mẹ con xã vang càng bộc lộ bộ mặt gian dối, quỷ quyệt. Quyền sau khi bị thất tình, đâm ra đổ đốn. Hắn lăng nhăng với một cô hàng xén phố chợ, bị bà mẹ cô ta chửi mất mặt ngay giữa phố. Dạo này, hắn lâm vào cảnh chè rượu bê tha, chuyên về nhà ăn cắp tiền. Bà cần dùng mình khi nghĩ đến chuyện nếu con gái không may lấy phải người chồng như thế cuối năm, sau trận đánh chùa cao, bà cần đi đến chỗ dứt khoát. Tí đem trả lễ vật. Mụ xã vang ức đến tận cổ, nhưng đành chịu, chỉ nói vài lời mát mẻ. Tí bây giờ không phải tí như ngày xưa, gây sự với tí chỉ có thiệt. Càng tiến bộ, bà cần càng căm thức dã tâm của mụ xã vang. Mụ đã dèm pha nói xấu du kích, nhất là chị em Hoàng Ngân Điều rõ ràng là mụ làm như thế chỉ có lợi cho giặc. Sau khi trả lễ, mụ sẽ vang lồng lộn nói xấu bạc cần. Ôi giời, thời buổi đổi đời đến nơi rồi, già mà không chót đời. Ai lại gần sáu mươi, hai thứ tóc trên đầu, còn tấp tỉnh học đòi du kích, cũng công tác. Những lời nói không cánh đã bay đến tai tí và anh chị em. Mụ xã vang bị đem ra cuộc họp xóm kiểm điểm. Hôm nay, nghĩ đến chuyện tí với mẹ con xã Vang, bà cần nhắc đi nhắc lại. Thật may cho em nó, may cho tôi. Bà cười nét mặt dạng dữ hẳn lên. Giờ thì nhờ đoàn thể, nhờ bà con dân làng. Cái tí là con tôi, nhưng bây giờ lớn rồi, nó là con của đoàn thể. trời đã chớm thu đồng bằng kéo dài bát ngát trong thảm lúa xanh dờn dưới vòm trời bao la màu xanh ngắt nắng đã dịu đi rắc những khoảng sáng không đều trên những dạng nhãn sai quà một chàng đại liên đột ngột nổ giật giọng phía bốt chiều dương tiếng đạn nổ âm vang rất xa trong không khí buổi sáng sớm hai con cò đậu ở rặng tre sợ hãi bay lên nắng lấp loáng trên đôi cánh trắng tuấn giật mình thức giấc anh vươn vai từ trên chõng tre bước xuống mắt tuấn nhấp nháy cay xè không sao mở ngay ra được đêm qua tiểu đội tuấn bao vây quấy rối bút triều dương từ khoảng nửa đêm cho đến gần sáng theo chỉ thị quyền đội du kích thay phiên nhau quấy rối làm cho địch mệt mỏi hoang mang các chị hoàng ngân đêm nào cũng gọi loa địch vận anh chị em thì thầm dỉ tai nhau có lẽ chủ lực về đến nơi rồi thỉnh thoảng đã có đồng chí quân báo đến sát đồn rằng nghiên cứu rồi lại đi trong toàn tỉnh phong trào du kích chiến tranh phát triển mạnh mẽ như sóng cuộn tin du kích thắng giặc ở ân thi kim động phù cừ luôn luôn dội về tuấn bước ra sân gió sớm từ đồng đưa vào làm anh thấy bớt mệt tuấn chợt nhớ ra sáng nay hẹn đến gặp anh thân chỉ mấy hôm nữa đến ngày vui rồi công tác cứ bù đầu không còn mở mắt ra được xã đội đã có ý kiến để hai người nghỉ việc lo liệu việc cưới xin, nhưng họ nhất định không nghe. Tuấn sửa mặt bên chiếc vải con màu da lơn đặt dưới gốc bưởi. Anh lấy chiếc cào cò dựng ở vách, vội vã bước ra ngõ. Nói chuyện với thân xong, anh đi luôn ra ngoài đồng làm cỏ lúa. Đến đầu xóm giếng, Tuấn gặp mơ đi với Na từ phía nhà tí đi lại. Quần áo hai người lấm đầy bụi, chưa đến nơi, mơ đã gieo lên. À, chú rể đây rồi. Mơ nói tự nhiên như chỗ không người. Na nhìn Tuấn hỏi. Anh đi làm cỏ đấy à? Tuấn trả lời thật thà. Tôi đến anh thân có việc. Đôi mắt Na thoáng vẻ buồn. Việc gì cần thế? Na thử biết chuyện, nhưng cứ hỏi. Mấy hôm nay, Na sống trong một tâm trạng vô cùng phức tạp. Na thực tình quý mến tí, cùng vui với hạnh phúc tốt đẹp của bạn, nhưng cũng không khỏi buồn khi nghĩ đến duyên phận mình. Càng đến ngày cưới, Na càng thấy rõ mối tình đầu thầm kín đã bị ngang trái. Tuấn đã nhất định lấy tí rồi. Dù có nỗi lòng riêng, Na cũng phải thừa nhận hai người đẹp đôi vừa lứa na thấy rõ trách nhiệm phải vun vén xây dựng hạnh phúc cho bạn na cùng mơ đến nhà tín thu xếp dọn dẹp họ đi từ sáng sớm vì giặc đốt phá nhiều lần đồ đạc mất gần hết hai người phải đi khắp làng lùng mượn cho được bộ bàn ghế để tiếp khách mơ cười giòn rãi chỉ áo na đấy anh tuấn xem dọn dẹp từ sáng đến giờ bụi bậm đầy người hết lòng hết dạ với anh chị đến thế là cùng Tuấn cũng cười anh vui sướng thấy rõ tình bạn gắn bó giữa ba người Tuấn vui vẻ lúc nào đến lượt cô mơ cậu hán thì chúng tôi sẽ giúp lại chứ gì hai mắt mơ mở to có vẻ ngạc nhiên chị không ngờ dạo này Tuấn ăn nói bạo dạn như thế dễ thường anh chàng đã lấy tí cũng nên. Hai người chia tay Tuấn, đi rẽ xuống cuối làng. Cái tin chị du kích Hoàng Ngân sinh sắn, nổi tiếng anh Dũng, sắp sửa lấy chồng, bay đi khắp vùng. Nhân dân, ai cũng mừng cho tí. Đồng bào bàn tán khen ngợi, đôi trai gái tốt duyên, đã lăn lộn khổ sở mấy năm liền, chiến đấu bảo vệ, từng góc làng bờ tre gốc nhãn. Ai cũng mừng xem như đám cưới bà con thân thuộc mình. Đám cưới hoàn toàn tổ chức theo đời sống mới. Bà Cần và Tuấn nhất định không nhận tiền, rượu mừng theo lối cũ. Và không ai bảo ai, mọi người đều tự nhiên nghĩ đến những chùm nhãn thơm ngọt của địa phương. Những chùm nhãn cùi dày nước mọng, hạt đen lay láy như mắt cô gái đồng bằng duyên dáng. Mỗi lần giặc qua, những cây nhãn gãy gục dần, nhưng du kích vẫn vật lộn bám sát không cho bàn tay bẩn thỉu ghê gớm của thằng giặc đụng vào chùm nhãn. Tí tươi như hoa, chị ở nhà tiếp khách với mẹ. Hôm sau, nhà trai dẫn cưới, anh em gọi đùa, của hồi môn cho vui, chứ thật ra chẳng có gì nhà Tuấn nghèo, không có tiền lo liệu tổ chức. Thân vận động anh em giúp đỡ ít nhiều. Số tiền gom góp, Tuấn may cho tí một khăn vuông, chiếc áo cánh nâu non, chiếc quần lụa màu đen. Hiểu hoàn cảnh Tuấn, bà cần không đòi gì cả. Lúc dẫn lễ, Tuấn toan không đi. Mấy anh du kích trẻ tuổi, tinh nghịch, xuống vào, lôi cho bằng được, Hán khoa tay nói bô bô. Có gì mà ngượng? Cứ đi, cứ đi. Tuấn đang lúng túng gỡ bỏ tay Hán, bên ngoài cửa có tiếng các em cười nói díu dít. A, à, cô dâu, cô dâu. Không phải, không phải, các em nhầm rồi. Mơ xua tay rối rít. Mơ vừa ở nhà tí đến. Một anh du kích trẻ tuổi giơ tay chỉ Hán nói oang oang: đúng cô dâu đấy chú rể đây hôm nay cưới tập thể luôn các cậu ơi cho hai đứa ghép luôn vào cũng được tiếng vỗ tay tiếng cười rầm rĩ nổi lên hai anh chị nghịch ngợm nhất bọn cũng phải đỏ mặt thẹn thùng mơ ngượng nhiều nhưng trong lòng vui sướng toán thanh niên nam nữ đã ra đến đường làng mấy cụ dâu tóc bạc phơ và các mẹ đi trước. Tiếng cười rúc rích hát trong trèo, những câu đùa nghịch yêu đời cuốn lấy đám người trẻ tuổi. Tuấn đi cạnh hán, mặt đỏ bừng, ngượng nghịu. Mơ nói đến thoáng với bạn, thỉnh thoảng kín đáo liếc nhìn hán. Mơ nghĩ đến ngày nào đám cưới hai người cũng sẽ tổ chức tưng bừng vui nhộn như thế này. Hôm nay, gian nhà tranh bé nhỏ của bà Cần sáng sủa tươi vui hẳn lên. Mấy cánh liếp mở rộng, đón ánh nắng rực rỡ tràn vào. Giữa nhà, kê bộ bàn ghế, góc bàn còn vết cháy xém vì trận càn năm ngoái. Mơ bắt trước những đám cưới ở huyện, lấy hoa, cắm vào lọ con. Bà Cần nét mặt như trẻ lại. Bà âu yếm nhìn Tuấn đang ngượng nghịu lúng túng cất tiếng chào. Trên bàn, những bó nhãn quả to chồng chất lên nhau. Tí trốn biệt vào buồng, lấp ló nhìn qua khe cửa. Chị mỉm cười nhìn Tuấn. Hình như hôm nay, anh chàng trông khôi ngô sáng sủa khẩn đêm. Tiếng hán cất lên thóc mách tinh nghịch. Cô dâu đâu? Cô dâu đâu? Cô dâu trốn biệt rồi bắt cô dâu phải ra đón chú rể. Mơ sấn sổ chạy vào trong buồng. Mấy chị nữa tiếp theo. Tiếng cười đùa, tiếng nói nghịch ngợm, đưa lần qua vách, làm mặt Tuấn đã đỏ, càng đỏ hơn. Ra đi, đi ra tí. Rõ dơ, ai khiến cô? Tí dẫy nảy người. Giọng mơ tinh nghịch thúc giục. Rõ trẻ con, không ra còn ra cái quái gì? Phép làng phải thế cơ mà. Cái quái kệ người ta. Tiếng hán hưởng ứng bên ngoài. Kéo cô dâu ra đây. Ra không, chú rể dỗi đây này. Tuấn thẹn mê người, không còn biết trốn vào đâu. Cái bọn trẻ đến tệ, không còn biết nể ai. Nửa giờ sau, mọi người ra về đến đường, Tuấn lùi nhanh về nhà. Trong đời anh, chưa bao giờ bị bữa thẹn như hôm nay. Lúc này, tí mới ló ra. Đôi mắt đen láy tươi vui, nhìn những bó nhãn trên bàn và bộ quần áo cưới. Mưa còn ở lại, Chị lấy khăn chùm lên đầu tí, bắt thử. Tí rất vui, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ ngượng nghịu chống đỡ. Hai cô gái trẻ phát vai nhau cười rúc rích cả quãng thời gian ngắn ngủi sát ngày cưới trôi đi lững lờ với một nhịp điệu kỳ lạ. Có lúc tí cảm thấy nhanh quá và có lúc cảm thấy quá chậm. Chỉ du kích anh Dũng nổi tiếng một vùng bao nhiêu lần sông sáo qua lửa đạn, lúc này vẫn cảm thấy bồi hồi sao xuyến. Đôi lúc, cặp mắt đen đáy ngỡ ngàng mở to, tí ngồi nhìn ra cánh đồng lúa xanh dờn Dài, dài bát ngát. Mấy ngày liền, Tí không gặp Tuấn và chưa bao giờ chị cảm thấy thương nhớ Tuấn da diết như lúc này. Người chồng chưa cưới, anh Du Kích gan dạ, ngoan cường hiện ra với đức tính cao đẹp, nhưng siết bao gần gũi. Tí không còn ao ước gì hơn có người chồng như thế. Tương lai của đôi vợ chồng trẻ mở rộng giản dị, nhưng vô cùng tươi sáng, hạnh phúc. Sau ngày cưới, họ sẽ chung sống dưới mái nhà ấm cúng. Bà Cần thực tình thương Tuấn như con đẻ. Lâu nay, gặp ai bà Cần cũng khen Tuấn không hết lời. Bà săn sóc Tuấn chu đáo. Mỗi lần đi chợ, bà thường mua quà về cho anh. Tí đã tính đến chuyện nuôi thêm mấy đạt gà và mấy con lợn nái trong du kích, cả hai người đều có tiếng làm giỏi, làm khỏe. Các loại rau và hoa màu quanh năm nảy nở xanh tốt trên hai xào vườn của họ. Tí nhất định sẽ trồng mấy bụi mía đường phèn và chị đã cất công xuống tận xã dưới xin cho được giống ớt chỉ thiên. Tuấn thích mía đường phèn và thích ăn cay. Nhiều lần, mơ đã chiêu chọc, dọa tí. Này coi chừng cái tặng con trai thích ăn cay là hay ghen lắm mày cứ liệu nghe mơ nói tí lườm bạn rũ ra cười điều ấy mơ nói đúng chị nhớ lại chuyện quyền và chị hiểu sâu sắc tuấn ghen với quyền cũng chỉ vì quá yêu chị thật ra tí ít nghĩ đến chuyện ghen tuông điều lo lắng nhất làm sao công tác hai người cùng tiến bộ không bỏ dở giang mơ đã bảo thẳng tí. Cái ngữ mày mà cứ sòn sòn năm một thì đừng có hòng mà công tác. Tí biết mơ không nói đùa, và chị đã suy nghĩ mọi cách để có thể công tác liên tục. Càng ngày, Tí càng cảm thấy gắn bó thiết tha với cuộc sống mới, với chị em, với đoàn thể. Chị biết ơn sâu sắc đoàn thể, những anh thân, chị Hiền và bao nhiêu đồng chí cuộc sống mới, xã hội đem lại cho chị bao nhiêu điều may mắn, tươi vui, hạnh phúc. Và không một sức mạnh nào trên đời này có thể bắt chị xa rời được. Còn một ngày nữa cưới. Đêm nay, tí không sao ngủ được. Chị nhớ lại đêm đầu tiên trong trận chống càn. Chị đã âu yếm ngả vào vai Tuấn. Họ đã thổ lộ tình yêu dưới vòm lá nhãn trên mảnh đất quê hương nóng bỏng mới đấy mà đã hơn hai năm rồi bao nhiêu chuyện ngang trái chắc chờ đã len vào mối tình đầu nhưng họ đã vượt qua tất cả tâm hồn cô gái xinh đẹp xóm đoài sao động chập chờn bao nhiêu hình ảnh ý nghĩ tươi sáng một lúc sau giấc ngủ ngon lành nhẹ nhàng đến với chị ngoài vườn, mùi thơm hoa nhài hoa chanh, theo gió thoảng nhẹ bay vào. Trời trong cao lồng lộng, đính những vì sao biên biếc xanh. Trăng non đầu tháng, óng ánh như chiếc thuyền con bằng bạc, đậu bồng bềnh giữa những ngọn tre mềm mại, dì rào trước gió. Ánh trăng trôi qua song cửa, mơn man khuôn mặt trái xoan xinh xắn những giọt trăng tròn, sáng như những hạt thủy ngân, ai vừa ném xuống, những chùm nhãn đầu mùa. Hình như tí đang mỉm cười, khóe môi động nhẹ. Chị nằm mơ thế cùng đi công tác với Tuấn. Sau ngày cưới, họ nhận một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải vượt qua sông Luộc vào khoảng nửa đêm. Ven sông, hàng nhãn chạy dài ngủ thiếp trong ánh trăng mênh mông. Tuấn cầm sào đẩy nhẹ. Con thuyền nhỏ rời bến, bồng bềnh sang ngang. Sóng vỗ nhẹ nhẹ. Những chùm sao biêng biếc nhấp nháy, rút dày trên mặt nước trong vắt. Dòng sông mềm mại, thiêu đầy hoa kim tuyến, như một dải lụa vắt ngang đồng lúa. Tuấn mới chèo một lúc. Tí đã tranh lấy chèo thay. Lúc đầu Tuấn không nghe, nhưng sau anh đành nhượng bộ anh ngồi sang một bên hai khẩu súng để bên nhau đặt dưới chân họ ánh trăng bát sưởi chảy theo mái tóc đen huyền xoay tròn đôi vai chị du kích tràn ngập lòng thuyền hình như tuấn vừa nói câu gì tí nghe không rõ cả những chùm sao biêng biếc và mảnh trăng lưỡi liềm sáng bạc cùng nhịp nhàng trôi theo con thuyền hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Khi họ trở về, trời đã sáng. Không kịp nghỉ ngơi, họ đã vác quốc gia vườn. Ánh nắng lộng lẫy, trải một lớp phấn mỏng hồng tươi trên những luống rau xanh mơn mởn. Góc vườn, những chùm hoa chanh nở rộ, ẩn hiện dưới những cành lá như những vì sao khuya quên lặn. Hai người xới đất vun luống. Đàn gà con chiêm chiếp lách qua những ngọn rau quần quanh chỗ hai người kiếm mồi. Hai chú lợn sữa, bé tí tẹo, lông trắng, mõm hồng, nghịch ngợm đuổi nhau trôi qua bụi mía. Những chùm ớt chỉ thiên chi chít, màu đỏ trông xa tựa như những bông hoa mẫu đơn. Một mảnh trời xanh ngắt hiện trong khung cửa sổ tí thức giấc ngồi dậy, mỉm cười thèn thẹn, nhớ lại giấc mơ. Chỉ thấy hơi tiếc, sao không ngủ thêm chút nữa? Tí nhớ đến người chồng chưa cưới. Không hiểu đêm qua, Tuấn có nằm mê như mình không? Nếu đúng thế, chắc Tuấn cũng vui sướng như mình. Khi nào gặp, mình sẽ hỏi Tuấn. Chắc hai tay anh chàng sẽ đỏ tiếng cho mà xem cặp mắt chị du kích dịu dàng đặt lên những chùm nhãn trên bàn. Qua đêm thu mát dịu, những lá nhãn vẫn tươi, trùm quả ngon lành mọng nước như vừa mới hái. Bà cần đi chợ sớm. Những vết nắng hình tròn, hình bầu dục, điểm lấm tấm từ cửa vào chân giường. Ngày hôm kia, mơ, na, mất cả buổi đến quét dọn giúp tí, vừa lau chùi bàn ghế, mơ vừa chiêu chọc. Sang năm, cái tí đẻ con trai, phải nhớ ơn chúng tớ đi nha. Phải làm gà ăn khao mời các chị lại. Tí cười giòn tan, trả miếng không chịu kém. Cô không lo, đến lượt cô, tôi sẽ làm gấp 10 lần thế này. Cũng chỉ nay mai thôi, đừng có lấy vải thưa che mắt thánh. Hán thú thật với tớ cả rồi mơ cười sằng sặc phát vai tí giọng giận dỗi cái quái chỉ bị chuyện tao bỏ về đây này na cười không ra tiếng vẻ gượng gạo hiện rõ trên khuôn mặt hiền hậu một nét thoáng buồn gợn rất nhanh trong đôi mắt lá răm tính na từ xưa vẫn ít nói buổi sáng chỉ còn đến trước mơ bắt tay ngay vào việc chị giúp đỡ tí hết sức tận tình. Mơ bản với Na và một số chị em góp tiền mua quà mừng theo ý họ. Nhưng anh thân, chị Hiền gợi ý không nên. Chị Hiền nhắc chị em đừng mua những hàng ngoại xa xỉ phẩm đắt tiền, nhố nhăng. Du kích phải đi đầu trong phong trào đánh giặc giữ làng và xây dựng nếp sống mới lành mạnh. Tí chống liếp bước ra sân, ánh nắng trong chèo ùa vào. Những giọt sương lung linh đeo trên đầu ngọn lá như những đôi hoa tai xinh đẹp. Tí hái hoa nhài để mẹ ướp chè ngày cưới. Trong không khí tinh khiết buổi ban mai, mùi thơm hoa nhài thoảng nhẹ. Một đàn chim sẻ díu diết truyền trên cành tre bay xà xuống vườn cải. Tí trở vào nhà, đặt hoa nhài vào đĩa theo ý chị Hiền, ngày mai các cô bạn trong đội du kích sẽ đem nhiều hoa đến tặng đám cưới. Ngày thường vào khoảng này, nếu không đi làm đồng, thế nào chị cũng xới cỏ vườn hay làm việc vặt trong nhà không chịu ngơi tay. Hôm nay, tí không thiết gì vào những công việc ấy. Trong tâm hồn cô gái chớm tuổi đôi mươi, xáo trộn những cảm giác dạo dực khó tà vừa vui vẻ vừa bồn chồn. Tí lấy kim chỉ đơm khuy áo cho mẹ, nhưng mới được vài khuy, chưa xong chị lại thôi. Kể cả những giờ phút sắp sửa bước vào trận đánh ác liệt, chưa bao giờ tí phải trải qua tâm trạng kỳ lạ như thế. Chị quanh quẩn ra vào, đứng bên những tặng phẩm ngày cưới đặt trên bàn. Nhà Tuấn nghèo, tất cả lễ vật chỉ có thế. Chiếc áo cánh trắng, chiếc âu oh nâu no non, chiếc quần đen, mảnh khăn vuông, chiếc gương tròn và chiếc lược ngà. Anh chị em đều thống nhất tổ chức đám cưới giản dị hợp với hoàn cảnh chiến tranh. Cánh nhà trai tuyên bố sẽ tặng nhà gái hơn chủ điệu đạn Mỹ, hai khẩu tuyên chiến lợi phẩm trong những trận đánh giặc. Hán thay mặt nhà trai cười tít mắt, huynh hoang, để các cô lập công hơn nữa. Nhưng hắn đã phải im ngay vì bị mưa trả đũa. Nhà gái sẽ tặng lại nhà trai đủ bằng ấy thứ không kém. Ngoài ra còn có khẩu súng côn 12 tặng riêng chú rể. Cả tí cũng ngạc nhiên khi nghe mơ nói. Liệu đạn và tuyên thì có, nhưng côn 12 thì đào đâu ra? Có thể trong những trận đánh, mưa đã tước được của giặc mà giống cả xã đội. Tính mưa thường hay thế. Tí thích màu áo nâu non, còn hơn cả những chiếc áo cánh trắng tinh. Màu áo non gợi hình ảnh đậm đà duyên dáng của quê hương, màu sắc trẻ trung tươi mát của đồng bằng. Tí cầm áo lên, ướm thử, mùi vải mới thơm thơm dễ chịu một ý nghĩ tinh nghịch, vui vui, thoáng hiện trong đôi mắt đen láy. Chỉ sau mấy phút, trông chị đẹp hẳn lên trong bộ quần áo cưới. Chiếc áo nâu non bó sát, làm lộ rõ thân hình tròn lằn của cô gái dậy thì. Mái tóc đen huyền, không xõa bao quanh khuôn mặt trái xoan, có cả mắt đen, chiếc mũi thanh tú và vành môi cắn chì. Chị dạo rực, thèn thẹn, khi nghĩ đến tối mai sẽ đứng bên Tuấn trước hàng trăm cặp mắt anh chị em du kích và dân làng. Thế nào bọn cái mơ cái na, cái thế cái mận cũng chiêu đùa chấp chọc cho mà xem. Tí không sợ, chỉ thương hại anh Tuấn. Sao lúc đánh giặc anh ấy xông xáo như hổ dữ, ngày thường lại rát đến thế. Tí mỉm cười, dắt bông hoa nhài trắng muốt lên mái tóc và cầm gương soi chị bước nhẹ nhàng ra gần cửa sổ. Ánh sáng hắt lên, những ánh mắt dịu trên gò má gợn hồng. Tí tự bảo, tối mai mình cứ dắt hoa cho đẹp. Chị hơi nghiêng mặt trong một cử chỉ hồn nhiên duyên dáng. Nhưng chị giật mình vì một loạt những tiếng đại bác nổ dữ dội ngay đầu xóm. Tiếng máy bay gầm thét rít qua làng. Cây cuối nhà cửa ào ào nghiêng ngà như trong cơn bão hung dữ tràn qua. Những quả bom nặng nổ sát dìa làng làm lay chuyển cả đất. Hơi bom giật tung những mái lá gồi, vặn gãy những khóm tre, thổi thốc vào nhà. Về mặt tí sững sờ, cặp mắt đen láy bỗng mở to ngỡ ngàng. Chiếc gương tròn buột khỏi tay lan trên mặt đất theo những vòng cung, dừng lại và lật ngửa tí đứng sững. Hơi bom thổi tung bay mái tóc dài ra phía sau. Khắp vùng, tiếng bom đạn mỗi lúc nổ dữ dội ác liệt hơn. Những chàng đại liên rú lên hồng hộc ở phía đường 39. Tiếng cano giặc rẽ sóng ầm ầm trên sông luộc. Tiếng trẻ con, tiếng dân làng gọi nhau hỗn độn. Tiếng bước chân du kích tập hợp chạy rầm rầm trên các đường xóm. Chị du kích trẻ tuổi chưa bao giờ chịu lùi bước trước mũi súng kẻ thù, lặng người trước sự việc đột ngột xảy đến. Những dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ giặc mở đầu trận càn dài ngày và ác liệt. Tí không biết sợ là gì và sẵn sàng hy sinh tất cả. Nhưng hoàn cảnh lúc này thật éo le. Những họng súng và gót giày đinh man dở của lũ giặc vũ phàng cắt ngang dẫm nát hình ảnh tươi vui ngày cưới, ngày quan trọng và hạnh phúc nhất của đời người con gái. Theo sau, những vết chân của lũ quỷ hung dữ ấy chỉ còn những vết tích tàn phá, chết chóc. Đôi mắt chị Du Kích ngỡ ngàng, luyến tiếc, đặt lên những chùm nhãn đầu mùa, những tặng phẩm thân yêu, hơi bom thổi bật những nếp quần áo cưới, những bông nhài trắng muốt rời mặt bàn như những ngôi sao đậu dài rác trên mặt đất ngày mai ngày cưới tưng bừng và bây giờ tất cả đều ngừng lại một cảm giác đau xót giận dữ choán lấy tâm hồn tí bóp nghẹt trái tim cô chỉ biết bao giờ trận càn cũng kéo dài vài ngày và có khi còn hơn nữa và trong khoảng thời gian ấy bao nhiêu chuyện bất ngờ ngang trái xảy ra tí nhớ như in câu chuyện của đôi trai gái sắp cưới ở xã bên vào đầu năm kia tiến là tiểu đội trưởng du kích hạnh người yêu của anh làm cứu thương cuối tháng họ sẽ tổ chức lễ cưới đầu tháng giặc càn cùng với các đồng chí tiến sát cánh chiến đấu và hy sinh anh dũng hạnh nghe tin khóc ngất người chưa đến ngày cưới, trên mái tóc xanh của người con gái, mảnh khăn tang trắng não nuột vắt qua. Chưa bao giờ, bộ mặt của bọn giặc lại lộ hết vẻ độc ác xấu xa man dở như lúc này. Khi bọn giặc tràn qua, cả gian nhà tranh ấm cúng và những tặng phẩm thân yêu sẽ biến thành cho bụi. Chị chợt nhớ đến Tuấn. Không biết lúc này Tuấn ở đâu tuấn sẽ nghĩ gì trước việc xảy ra cái bọn giặc trời đánh thánh vật ấy phải tiêu diệt chúng không thể sót một thằng ngoài đường tiếng súng các cô vẫn thi nhau nhả đạn giòn giã ở tất cả các hướng các cột khói đại bác quằn oại bốc cao trùm lên các lũy che xanh tiếng kẻng báo động rồn rập xen lẫn tiếng súng và bên trên tất cả những âm thanh phức tạp hỗn độn ấy vang lên lanh lành tiếng chỉ xã đội trưởng ra lệnh cho du kích. Du kích tập hợp ở đình ba xã. Du kích tập hợp ở đình ba xã. Những tiếng hô tiếp theo truyền đi mệnh lệnh xã đội, tiếng chân chạy rầm rập, kéo theo những tiếng thét ầm ĩ. Mau lên, anh chị em ơi! Mau lên, chúng nó đã đến đường 39 rồi. Đôi mày thanh tú nhíu lại. Ở đầu sống mũi Cầm mắt chị du kích nheo lại trong ánh thép sắc lạnh vành môi cắn chỉ mím chặt trong người chị du kích hoảng ngân những nỗi đau xót tê tái đã chìm mất chỉ còn lại nỗi căm giận ghê gớm bùng lên mỗi lúc thêm dữ dội tí bừng bừng sống trong cảm giác nóng bỏng của những giờ phút sôi nổi bước vào những trận đánh phải tiêu diệt chúng nó không còn con đường nào khác và sau đấy sẽ tổ chức lại ngày vui. Tí bình tĩnh, nhặt chiếc gương đặt lên bàn rồi vào buồng lấy súng. Tí, Tí ơi! Na chạy theo mơ sọc vào nhà như một trận gió, cả hai cầm súng, mơ sững sờ, cặp mắt xoe tròn khi gặp Tí. Chưa bao giờ chỉ thấy Tí đẹp đến thế. Những sợi tóc mai buông lơi chấm xuống cặp mày thanh và đôi gò má ửng hồng. Chị đeo mấy quả liều đạn bên hông. Tí mặc nguyên bộ quần áo cưới và mơ thầm nghĩ đúng là cô dâu ra trận. Tí Mơ nhìn mặt bạn xót xa, giọng chị nghẹn lại. Mơ thương tí quá, số chúng nó long đong thật. Tí hiểu tất cả và thầm cám ơn mơ. Chị nói khẽ, giọng sành giọt cương quyết. Thôi, chúng ta đi. Tí chạy vút ra ngõ, mơ na chạy theo. Trong khói súng, mờ mờ phủ lên các lũy tre, thấp thoáng bóng chỉ du kích khoảng ngân trẻ tuổi, mặc áo nâu non ngày cưới, cầm ngang khẩu súng, dẫn đầu cả tổ, lao nhanh về phía đình ba xã. Du kích tập hợp nhanh chóng không thiếu một ai. Ban chỉ huy xã đội làm việc hết sức cẩn trương, vạch kế hoạch tác chiến phối hợp với chủ lực chặn đánh các mũi tấn công của giặc. Mấy mái đầu trụm vào nhau ở góc đình, tiếng nói nhanh gọn dứt khoát, ngón tay chỉ hiền lướt nhanh trên bản đồ tác chiến. Một số các chỉ du kích đã được điều động cấp tốc đi hướng dẫn bảo vệ đồng bào tản cư. Xong việc họ sẽ trở lại ngay theo đơn vị chiến đấu. Trong đám du kích đứng đợi lệnh chỉ huy ở giữa đình, nhiều câu hỏi hấp tấp phát lên. Quyền đâu? Quyền đâu? Sao chả thấy nó cả? Hán câu có gạt đi. Mặc xác nó, hỏi làm gì? Người ta có linh tính sẽ có chuyện không hay xảy ra về quyền. Thật ra, từ lâu anh chị em đều xem như không có quyền trong hàng ngũ du kích nó đã bị khai trừ không tuyên bố. Mọi người vây quanh ba chị du kích vừa đến. Không ai ngạc nhiên trước bộ quần áo mới của tí và tất cả đều ái ngại muốn tìm mọi cách an ủi, chia sẻ nỗi buồn bực không may đến với người bạn vô cùng thân yêu. Nhưng không ai tìm được câu nói gì và ai cũng rẻ dặt không dám nói. Sau một quãng chạy dài, hai má tí bừng đỏ đôi mắt tí lướt nhanh như muốn tìm ai. Thái độ tí khác hẳn trước. Bao giờ, trước khi vào trận đánh, tí cũng hồn nhiên thoải mái tươi như hoa, tí cười nói luôn miệng. Chỉ khi thật sự nổ súng, chịu mới có những động tác nhanh gọn, quyết liệt, quật ngã kẻ thù. Hôm nay, vẻ mặt tí nghiêm nghị, mơ hỏi hán. Anh Tuấn đâu? Anh Tuấn đang hội ý ban chỉ huy xã đội. Thật ra, tí muốn gặp Tuấn ngay. Chị rất xúc động trước sự chăm sóc, chia bùi sẻ ngọt của toàn thể anh chị em. Dù ở hoàn cảnh nào, chị cũng không cảm thấy lẻ loi, cô độc. Mọi người luôn luôn ở bên chị, rất thông cảm, thương yêu tí, còn hơn cả những người ruột thịt. Các tiểu đội tập hợp, nghiêm. Tiếng Tuấn hô giật giọng, âm vang khắc khổ bóng dáng Tuấn rắn chắc vạm vỡ đứng bên chị Hiền nét mặt Tuấn như lầm lì hơn sắt hẳn lại cầm Tuấn như bệnh hẳn ra một đường gân giật mạnh ở thái dương trong đôi mắt Hiền lành thường ngày lóe lên những tia sáng giận dữ hình như Tuấn không nhìn ai không nhìn cả tí nắng sớm nhuộm hồng khuôn mặt anh du kích và nhóm lửa lập lòe, đầu ngọn lưỡi lê sáng loáng. Chị Hiền báo cáo vắn tắt kế hoạch tác chiến, điều động các đơn vị, các tiểu đội, các tổ xé lẻ triển khai nhanh chóng. Hán hét to dần, đầu tổ trung liên, chạy như bay. Tổ tớ ít ra phải diệt hai tiểu đội thằng lõ. Ai dám nhận thi đua không? Phải diệt hết chúng nó, đồ kỳ dữ mơ chạy cảnh hán cất tiếng nguyền rùa. Cha đời cái bọn trời đánh thánh vật, như thế là nhỡ hết, tội nghiệp cái tí. Na nhận đòn gánh vào tổ súng cối, gánh đạn cho bộ đội chủ lực. Chị muốn vào tổ tí, nhưng rất ngại chị Hiền không dám đề nghị. Na thân mật bảo tí, tớ đi tí nhé. Chị Hiền nắm tay tí, nhìn thẳng vào cặp mắt của em gái thân yêu Chị biết trong lúc này, tí đang có nhiều điều dằn vặt suy nghĩ. Em cứ yên tâm. Đánh thắng địch, ta sẽ lo liệu. Và chị cũng vội vã đi ngay. Chị muốn để dành cho hai người vài phút tâm sự ngắn ngủi, quý báu trước trận đánh. Chị rất tin tí. Dù trong hoàn cảnh nào, tí vẫn hành động chín chắn, không làm liều làm ẩu. Chị phân công hai người vào đơn vị chủ lực xuống các tổ chuyên đánh thọc vào các xóm lùng tỉa địch cả hai bắn giỏi chiến đấu linh hoạt thuộc địa hình như trong lòng bàn tay và sau cùng kể cả trong những giây phút chiến đấu căng thẳng nhất họ vẫn có lúc được ở gần nhau điều ấy lúc này là cần thiết cả gian đình rộng mênh mông chỉ còn lại hai người một chàng đại liên nổ rất xa phía bờ sông luộc Tí đứng cạnh Tuấn, dịu dàng nắm lấy tay anh. Cử chỉ của Tí gửi gắm bao nhiêu tình cảm thắm thiết, sâu sắc, đẹp hơn cả những câu nói hay nhất. Tuấn hỏi nhỏ: "Bu đâu?" "Bu đi chợ từ sáng." Tí hỏi lại, giọng âu yếm, tha thiết như đôi vợ chồng trẻ mới cưới: "Đêm qua anh có ngủ được không?" "Anh ngủ được." lần đầu tiên trong đời, Tuấn xưng anh với tí. Chỉ mới cách có mấy ngày, trông Tuấn khác hẳn đi. Người anh sút hẳn, má nhô cao, vẻ mặt nghiêm nghị. Tí biết, mấy đêm qua, dù đã sát ngày cưới, Tuấn vẫn cùng các đồng chí quân báo bộ đội chủ lực đến sát các đồn bốt nghiên cứu, nắm vững địch tình, chuẩn bị cho những trận đánh lớn nay mai. Có những đêm anh thức trắng Tí biết chắc trong người Tuấn cũng có nhiều nỗi suy nghĩ dằn vặt như chị, có khi còn dữ dội, nặng nề hơn. Tuấn ít nói, điềm đạm, không sôi nổi hồn nhiên như Tí. Những ngón tay của người con gái âm ấm, mỗi lúc siết chặt bàn tay gân guốc, giam giáp của chàng trai du kích. Tí lo lắng nhìn Tuấn. Tự nhiên chị nhớ lại câu chuyện tiến và hạnh ở xã bên có thể nào những viên đạn của lũ giặc man sợ sẽ cướp mất người chồng chưa cưới yêu quý của chị? Và như thế, chị sẽ sống ra sao? Tiếng súng nhỏ dần, thưa thớt, im ắng trong chốc lát, rồi lại gầm lên dữ dội. Hai chiếc máy bay cổ ngỗng bay rất thấp xé gió vụt qua mái đình. Thôi, chúng ta đi. Tuấn nay khẽ, ngập ngừng luyến tiếc. Họ đứng bên nhau, tất còn quý giá và dài hơn cả một đời người. Hai người vắt súng chạy bên nhau. Đến ngã ba, họ chia tay. Gần chỗ ngoặt, tí còn quay lại nhìn theo bóng người yêu lần cuối. Trong các xóm, lửa bốc cháy ngồn ngột, tiếng che nổ lốp đốp, tiếng hú man dợ của bọn Lê Dương hòa lớn tiếng liên thanh hồng hộc rít lên từng tràng dài. Các đơn vị chủ lực xuất hiện chặn đứng các bước tiến của giặc ở khắp nơi. Ven đường 39, trận đánh diễn ra ác liệt. Giặc cố chống cự nhiều lần phản xung phong để khỏi bị hất xuống sông. Một mũi rùi mở về phía bút triều dương bị oan oại. Dòng sông luộc đục ngầu cuồn cuộn chảy những chàng đạn rít lên xoáy xuống mặt sông tung tóe nước một chiếc cano trúng đạn bốc cháy khói mù mịt tròng chành sắp đắm hai xác giặc lập lờ trôi từ phía thị xã về như hai mổ gỗ con mấy chục thằng ly dương mặt đỏ gay hùng hổ kéo về làng thiện phiến trong đó có quyền hắn lẩn vào giữa bọn lính ngấp nghé nhìn lấy tay ra hiệu chỉ trỏ đường về các xóm. Quyền đã thực sự theo bọn giặc. Hắn đã giáp tâm từ lâu và ngày càng tỏ ra bực bội, bớt mãn, nhất là khi tí ra mặt từ chối hắn. Và hắn thấy không còn dựa vào bà Cần để thúc ép tí lấy hắn được nữa. Hắn bỏ sinh hoạt du kích, tung tiền ăn chơi và thường phao những lời dèm pha để phá cuộc tình duyên của tí và Tuấn đã một vài lần, quyền ngấm ngầm nhận hàng ngoại của người anh họ trên tỉnh gửi. Nhân dân phát hiện và xã đội đã gọi hắn lên để giáo dục, nhưng quyền vẫn phá ngang. Nghe lời xúi dục của mụ xã vang, hắn xin ra khỏi đội văn nghệ của du kích xã. Đêm qua, hắn lẻn lên bút chiều dương, liên lạc với địch và dẫn chúng về càn. Theo lời chỉ dẫn của quyền, bọn giặc chia nhau sục xạo các xóm trên mặt các con đường nhỏ tỏa về cuối thôn, đất mát bàn chân, lỗ chỗ những dấu sỉ đinh của bọn cướp nước. Những ngọn lửa lem lem cháy dọc ngang xóm giếng. Gió sông thổi, lửa reo phù phù. Xác một người đàn bà không chạy kịp bị bắn chết, vắt ngang trên bụi rối thấp. Phần 11. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Nhãn Đầu Mùa được phát tiếp trong các số tiếp theo. Nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh, hãy đăng ký, like và share để tiếp tục đón nghe các chuyện tiếp theo và giới thiệu để nhiều người cùng biết. Thân ái, chào quý vị và các bạn.